Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Đã Bắt Đầu, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau chơi đánh bài tiếp nào. Rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ chơi một cái ván bài mà có vẻ như sẽ liên quan tới rồng. Và chúng ta sẽ cầm nhân vật chính, chắc là lại có phim xanh đây. Rồi, ok, phim xanh thì phim xanh, không biết là nhân vật chúng ta đấu thì nó như thế nào. Chắc cũng phải là diện... rồi, có vẻ như cũng là nhóc con ha các bạn, nhưng mà để coi Bonaparte đó. Ôi trời, ông này thanh niên này lại là hậu nhân của Napoleon à. Hay trà đỉnh này nha. Đỉnh 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 đỉnh. Nhìn là thấy còn nhỏ mà khí chất ấy. Rồi 15 con là biết thế nào cũng phiêu xanh nữa rồi. Rồi úp bài xuống đi anh. Rồi chưa gì bán quan tài rồi, cháu Napoleon gì mà kỳ vậy. Ủa con này sao có bèo vậy. Rồi hai con này hợp lại nha, hai con bèo à, nhưng mà effect của nó là cái gì. Rồi rồi chưa gì tốn hết 300 rồi. Con này chỉ được úp xuống, con này úp xuống luôn, con này thì năm sao không ra được, hay là đúng phải phim sinh nó mới ấy được, phải đè một con nó mới chịu. Con này có 1.400 thôi, bản này nó làm rất dễ bấm nhầm vô cái mà vô độc nha. Rồi ok, cái gì đây à, từ cái con tráp biến thành con thủ, con này cũng 3.000. Nó thủ như vậy sao chơi. À rồi giờ cho con nào trên nhà cửa mình đánh luôn. Ây chà bồ. À mà mình có nhiêu đây à. Không sợ. À con này bắn bay qua đầu được. À, vậy được, hảo hảo. Bắn bay qua đầu rồi ngon rồi. Ồ, vậy là con này 1.400 và phim sinh bắn bao qua đầu được. Ok. Nhưng mà nếu vậy thì nó cũng so với một số con chỉ bắn bao qua đầu thì nó cũng thường thôi. Không phải là mạnh lắm, chỉ có điều là tạm được. Tại vì nếu mà nó là một con quái bình thường, nó công 1.400 bay qua đầu thì nó là ngon. Nhưng mà nếu như mà nó phim sinh thì nó lại không ngon. Chà, con này ra thì mình hơi mệt. À đánh đánh mình. Nhà mình thì không có cách nào đánh trả. Điều đó là đương nhiên rồi. Rồi bây giờ mình dở lại lên thì được cái gì. À, hay. Rồi con này ra. Ồ, nó phá một con đối phương để mà lấy bài cho mình không. Ồ, ảnh còn con này nữa. Thanh niên này toàn chơi sứ giả hòa bình không. Cháu ông Napoleon mà lại rất là hiếu hòa các bạn. Ây chà, này là phải xem lại rồi, phải cháu ổng thật không nha. Rồi đây, vậy trong cái cảnh này chúng ta lật qua đây, tại con này nó thủ mạnh hơn, chúng ta để thủ. Thật ra 1.800 thì cũng khó sống lắm trong mấy cái bảng này. Rồi rồi rút 3 lá bỏ 2 lá. Ây da, không phá được cái lá này mình khó chơi lắm. Rồi bây giờ thì mình lấy cái gì giờ ta, lấy con này đi nó có gì còn xài. Rồi nhưng mà cái lá phiêu xanh đâu, bây giờ mình mới cần cái sân mà cái lá phiêu xanh. Còn vậy thì bài của mình nó cũng không mấy giá trị, bản thân con này nó cũng không đánh được tại vì đang bị khóa 1.500. Con này 1.600 là bắn được, chỉ có 1.500 mới bắn được thôi. 1.500 còn di trở xuống mỗi lượt có 100. Rồi hay quá, có ra được một cái lá bài khá là ngon đấy. Rồi, con Sparkman với lại con Neurose. Rồi ok, nhưng mà bắn bay qua đầu được không. À quên mất, con này nó như vậy rồi chịu. Đây, tôi là
cũng bình thường. Cứ như vậy thì mình cứ bị chảnh trừ mấy trăm thôi. Rồi. Và bắn cũng không được luôn. Con này bình thường nó không có chức năng chống lại cái con này. Mình không có những cái lá chiên phá bài của đối phương như cho cái bộ bài của mình thì nó khó lắm bị đối phương bị đụng những cái bộ nó chơi như vậy nữa. Rồi con này thì để làm gì ta? Không phải là để kích vô xài. Ồ, lá này dở lên được rồi, mừng quá. Rồi ok. Lấy 5 lá này, hình như là bỏ 3 lá vô phong ấn để mình lấy lại 2 lá thì phải. À. À không phải, nó bỏ vô đây cơ. À phải bỏ lại bộ bài rồi sau đó là mình mới effect được. Phá. Phá. Được chọn 2 lá nhưng mà dạng phải ngửa lên chứ bạn úp xuống nó không chịu. Rồi, loạt. Ô, oh, con này bắn xuyên giáp à. À nhưng mà mỗi lần bắn xong thì nó lại phải lật qua thì nó cũng hơi dở. Tại nó lật qua nó còn có 1000. Mấy con này vậy phải nhớ cái effect của nó nữa cơ. Mà mấy con dung hợp thì thường mình lại chả nhớ nổi cái effect của nó. Con này à, nó tính biến mình thành cái gì? Biến tất cả thành quỷ hay thành cái gì đây? Lá này nó làm gì ta? À, thôi gì cũng được, đè đi. Chấp nhận luôn. Rồi, đổi qua thế tấn công. Lấy con này bắn thử coi. Tại con thằng này xuyên giáp được. Ủa? Sao bắn được ta? À hình như là nó có chơi chiêu gì đó rồi. Nếu mà tất cả mình biết cái hệ, mình biết cái hệ này bắn không gây sát thương các bạn. Nó gần hao hao một số cái lá bài của bên bộ cũ, ví dụ như thành côn trùng hay thành cái gì đó là bị ngưng đánh. Rồi ok. Cũng kinh đấy. Lấy con bong bóng ra nào, tại con này mình nhớ là nó là một trong hai con mà để fusion. Giờ cần ra được một lá phiêu xanh nữa là ngon. Rồi ok. Bộ bài này chơi nhức não nha. Như là anh này anh có thế thủ ngon nên cái chùy gai này nhìn hấp dẫn quá. Ô, oh, summon 3 con luôn hả? Ôi chà đỉnh quá. Rồi cái này thằng ra cái gì đây? À con này nó chết được chỉ con tiếp theo. Ngon. Ra giùm cái sân cái ông ơi. Tôi khổ lắm rồi. Rồi thôi xài đỡ con này đi. Rồi không biết giờ bắn nó có bị khống chế gì không đây. À không, hên quá thắng rồi các bạn. Đến. Rồi ok, chúng ta mở được cái thanh niên Bonaparte này rồi. Bộ bài này cũng hấp dẫn đây mà chơi nhức não quá. Rồi bây giờ đổi lại rồi. Ok, bây giờ mình chơi bộ story luôn. Nếu không các bạn cứ nói mình không chịu tìm hiểu rồi cứ nói là không biết. Rồi ok, thì giờ chúng ta chơi thử cái bộ bài của Bonaparte này chơi hay đấy. Rồi mình đi trước. Ôi chà, vừa vô ra được cái sân rồi, hên vậy. Con này phải 3 con quỷ mới ra được hả? Rồi, ok, con này vậy là bộ này là phải biến tất cả thành quỷ đúng không? Rồi, ok, cũng được. Rồi, con này thì quăng ra để xài hay sao ta? Không phải.
00 vậy là xài sao trời. Rồi. Siêu anh hùng nhưng mà đấu với quỷ à. Rồi. Tất cả anh quỷ đúng không? Rồi ok luôn. Lá này thì để dở lên thì nó sẽ thành một lá bài quái. Ủa nó được lựa hệ luôn á, hay vậy. Được. Ồ thế này đỉnh rồi. Ấy, bấm nhầm con cá nên có nhục không? Cá ma các bạn. Con này nếu dở lên thì được cái gì? À. Ồ. Oh. Hai. Mình thấy con bên mình thì cái con bên nó là nổ. Con bên nó nổ mà nó sao nữa ta, mà mình còn lấy được ngàn máu của ảnh, coi như là ảnh mất con mình mất con, mình lấy thêm ngàn máu coi như lá bài đó mình lời, coi như đổi lá bài lấy ngàn máu cũng được á. Quan trọng hơn là nó chặn cái thế tấn công của đối phương các bạn. Đây con này thì khỏi bằng lửa, nó là nước luôn. Nước này hơi bị đỉnh đấy. Khi sinh ra cái gì đây? Nãy lỡ lựa sai hệ nhưng mà không sao. Các bạn có bộ bài này đây, tất cả nó cũng về hệ quỷ hết à. Nó summon chắc con này chiến thủ hả? À không, cũng vậy thôi. Con này bèo quá không nhái làm gì. Ây chà. Đây. Để coi nào, chơi hệ âm và là quỷ. Lần đầu tiên thấy mới thấy có một lá bài mà được lựa luôn á. Ủa con gì đây? Rồi. Ok, bắn thử một phát cho vui nhà vui cửa. Là con này. Rồi con kia chịu rồi. Lại thủ nữa. Cái sân này nó thật sự là cái vấn đề luôn á. Con này à, con này phải special summon hả? Ủa. Rồi ba lá. Con này ra thì được bao nhiêu? 3000 điểm công. Nó được phép kích cái effect lên luôn. Là phá một cái đá trap của đối phương. Wow. Con này đỉnh đấy, con này là Uria. Như là cái gì ta, chúa tể của cái ngọn lửa gì á, mình chả biết. Rồi thôi gì cũng được. Biến giùm cái. Đừng nói qua lượt chết nha, buồn lắm á. À không, summon này giữ xài luôn, ủng hộ. Tưởng xài được lượt thôi chắc khóc. Rồi anh đang đứng rồi, ngon. Rút 3 lá, bỏ 2 lá. Ôi giời ơi, sao mà bán quan tài nhiều thế. Rồi thôi hai con này ra chuồng gà. Cái gì đây? Rồi ra chuồng gà. Lần nữa. Rồi mời ra chuồng gà ở. Rồi, úp xuống. Úp xuống luôn. Ủa coi lên 4000 rồi. Con này như sức mạnh của nó liên quan đến cái số bài đang ở dưới mộ hay sao ấy. Rồi xong. Ảnh đuối rồi. Rồi nhưng bây giờ ảnh là trả còn bài để cho mình phá. Con này không ra được, con này thì phải nằm xuống. Rồi chắc lượt sau mình mới gọi con này ra được các bạn. Con này dăng chi gõ đè. Lại bấm nhầm. Buồn ghê nơi.
Rồi, ok. Đào mộ à. Con này thì để làm gì? Dạng như nên hủy cái lá bài phép mặt trái của đối phương không cho nó xài. Chà, kiểu này thì khó xài võ đè rồi. Rồi con này 1.600, mình 4.000. Ồ, cái bộ bài này nó lắm bài vậy. Rồi, ok, ra sân luôn. Hai con Uria ra cùng lúc còn 10 sao chứ, 7.000. Ôi trời đất ơi, cái bài gì mà nó sức mạnh nó tăng đột biến dữ vậy trời. Lá bài này sức mạnh tăng hơi bị đột biến luôn á nha. Rồi, nói chung là bộ bài này là đỉnh quá. Mình không có lời nào để mà diễn tả được cái sự ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa của mình cả các bạn. Rồi, ok, mà trước khi nghỉ mình chơi gì không buồn lắm. Mình nghĩ thì chắc vô đây mình dạo chơi tí cho vui nhà, vui cửa. Lần trước bị cái thanh niên này bóp nè. Bây giờ mình muốn chơi lại với thanh niên này xíu. Đúng hơn là lần trước mình thắng mà nhờ có những lá bài cấm. Bây giờ mình thử không có bài cấm rồi mình ăn được thanh niên này hay không. Tất nhiên là mình cho mình đặt trước luôn. Mình xét kèo là mình thua 3 trận liên tiếp, sau đó mình sẽ thắng một trận. Còn nếu mà mình thắng thì thôi, gì đâu. Thật ra thì thắng thua gì cũng vậy, này xét kèo cho vui thôi. Chứ không có nhà cái uy tín tới châu Âu ở đây đâu nha. Đừng có suy diễn lung tung. Rồi, một con gì đó. Rồi, nói chung là bộ bài này của ảnh toàn cá không. Thanh niên này đúng là đứa con của biển. Rồi chưa gì gọi ra được con này rồi. Thí 1.000 máu. Ây chà, pha này hơi đau. Nhưng mà cũng không sao. Rồi, có úp tráp xuống. 3 cái tráp luôn. Wow. Rồi, đầu tiên là chơi võ đè trước. Đơn giản là để không ảnh không thể dở được cái mấy lá tráp của ảnh lên. Mình trấn trước sau đó mới dám quăng này ra. Bắt còn ảnh có lá phá phép đây. Ảnh phá ba cái kiếm của mình thì rất là phiền. À rồi, hên quá ảnh phá lá này chứ không phá ba cái kiếm. Ảnh phá ba cái kiếm là mình khóc luôn á. Rồi, mất 1.000. Ê, chơi được chiêu đó luôn hả anh trai? Ủa đỉnh vậy? Hất cái bài phép của mình vô luôn. Thí 1.000 máu để mà quăng cái lá bài phép của mình vô. Ây da, món võ này lợi hại rồi. Rồi, liều mạng bắn thử một phát thôi. Tại lâu quá không chơi lại bộ này không nhớ. À, vậy là cái lá này cực kỳ nguy hiểm nha. Phải tìm cách loại nó. Hình như con này cũng là dạng retour rồi phải. Vâng, chính xác, con này là retour một cái bộ biển cả các bạn. Con này là dạng chắc bộ cá rồi. À, con này hơi nước. Rồi, ra bài đi. Lại thí 1.000 máu. Rồi. Trời ơi, hai con này luôn. Máu ở đâu mà nó thí nhiều vậy? Trời, thí bài mà thí vừa để rút bài mà vừa để hất bài mình vô luôn. Nó rút bài, hàng gì nó rút bài được liên tục. Mình thì bài ra chả có nhiều. Ây chà. Trời, nó bỏ bài xuống mộ để mà nó rút bài mới lên kìa. Vừa đời nổi không? Rồi hồi sinh bài đã chết luôn. Cái này rồi thì ai thắng anh cho nổi. Còn trời ơi, nó không còn chơi ABCZ gì nữa ở đây. Ôi vậy em chịu anh rồi, anh đỉnh quá ai chơi lại. Em mà từ gen 1 em qua đây đụng mấy cái bộ bài này nó ổng dịu sao. Hay. Ra được con này là tốt. Tại mình đang chơi bộ này mình lấy con bỏ người vô không đúng. Lấy con này đi nó chết thì chức năng nó tương đương. Nhưng mà con bỏ người thì clip vào con này là. Ê chơi vậy là ăn gian nha anh trai. Cái con nó hơi bị đa năng luôn ấy.
Rồi hôm sau anh em vô đấu lại đã nói rồi, ba gián. Còn chơi không lại nữa ra lấy mấy lá cấm vô chơi. Rồi, lần này mình đi trước. Nãy là tại mình không loại được khả năng ra bài của ảnh. Chứ nãy mấy cái lá gì chắc khô nữa ra sớm là tốt rồi. Đây. Nãy mình sợ mình phải lo khống chế tráp của ảnh mà khống chế cũng không được luôn. Đây, ra được cái sân này là thấy ngon cơm rồi. Có mấy lá này úp xuống sớm. Rồi, con này ra sân trước, có gì nó chết mình gọi một cái lá, mấy cái lá bài kia lên. Nó nói chứ giờ nó cũng ngàn chín, nó cũng không dễ bị diệt. Ảnh quăng cái sân hay quăng mấy cái gì ra là mình trấn liền. Con này thì tại mình phá không được phải chịu, phải chịu rồi. Ví dụ là con cái gương này thì nó đi với lại cái con cá, nó thiếu một con đó thì nó gọi con này ra. Nhưng mà bây giờ mình cái này cũng không làm gì được. Con này thì hệ thủy, mình chơi âm hai hệ này không khác nhau. Con này nó cứ cho rút bài là hất bài mình vô luôn. Nó gọi một con mảnh thú dưới nước ra. Rồi nó gọi một lá này lên. Rồi anh chơi gì, ai chơi lại anh trai. Hai lá này của mình dày chết rồi, phải chi là cái lá thủy độ thì được. Vừa vô nó kéo hơn nữa cái máu của mình rồi. Bài gì mà đỉnh quá vậy. Ảnh phá mình vậy chứ là mình không gọi được cái con Special Summon ra luôn. Rồi ok, quăng lá bài này ra. Nhưng mà cái chiêu trấn ba lượt này không có tác dụng với bộ này. Ảnh có thể khả năng hất cái bài phép của mình vô. Ví dụ như mấy lần trước mình chơi với mấy cái anh mà không có chơi mà chống phép giống vậy, mình còn dùng cái chiến thuật trì hoãn được. Còn cái thanh niên này là cứ thí ngàn máu rồi muốn làm gì làm. Ngàn máu của ảnh có giá trị quá luôn á. Ai cho ai cho. Đường đường hồng, em biết cái giá trị của cái lá này nó lợi hại như thế nào rồi. Em thấy ra lá cuồng phong em mừng là dĩ do này mà. À, không phá được bài của mình rồi. Ngon. Đó, chỉ cần vậy thôi. Ok con dê. Bán. Loại bớt được một con, mình đỡ khổ. Rồi tạm thời nếu mà trong 3 lượt không được đánh mình thì có cơ hội mình lật kèo được. Rồi con này thì sao. À con này hút trời rút bài hả. Ồ ghê vậy. À nó rút một cái lá nhất định nào đó thôi chứ không phải là rút tất cả. Rồi ảnh quăng này ra để ảnh chơi retour. Rồi nhờ cái lá này ảnh bỏ một con này xuống thì ảnh lại được gọi một con này ra. Rồi lại thí ngàn máu. Thí ngàn máu để rút bài. Hất một lá bài của mình vô. Rồi sau đó ảnh ABC Z gì đó ra một cái con gì đó cực kỳ đỉnh. Phát mà ảnh tung như cái gì luôn em. Mình không có thiết thủ giáp thì mình chịu rồi. Con này nó đâu đủ sức bắn. Phá một lá bài của mình mà còn làm mình mất máu nữa chứ. À, rồi. Rồi về sau chơi. Trời đất ơi. Cái gì vậy? À, ổng ABC DZ kiểu này làm sao chơi nổi. Ổng spam summon ra như đúng rồi luôn. À, rồi cái con này của mình đi luôn. Rồi mình hết máu luôn. Rồi kiểu này chơi sao nổi. Ra chắc chỉnh lại bộ bài quá. Lỗ này vô mua bài. Đầu tiên là cất bớt 3 con sâu vô trước đã. Để tăng tỷ lệ ra bài của mình. Ây da. Mấy cái lá trì hoãn này tạm thời không có giá trị vô lắm. Bộ bài này thì ảnh chơi retour hả. Mấy con trap hole này thấy cũng đang hơi vô dụng nè. Bộ bài này thì cũng không có cơ để mà thủ. Con này tạm thời vô ngủ luôn. 40 lá thôi vô dễ ăn. Tới tăng cái tỷ lệ ra bài của mình. Chứ nãy là cái tỷ lệ ra bài của mình nó hơi thấp. Cái lá mình muốn. Rồi đây, không chưa lấy mấy cái lá xịn nha, chưa lấy lá bị cấm nha. Lấy mấy lá bị cấm vô rồi là anh biết mặt mình đấy.
Rồi ok, cái thanh niên bán sushi này vậy mà cũng lợi hại. Thật ra hồi đó thưởng thức cái mức độ lợi hại của anh này rồi chứ không phải không. Nhưng mà bây giờ lâu quá không chơi, không nhớ, giờ muốn thử lại coi coi ảnh còn lợi hại tới đâu. Rồi đây, đây con này nằm xuống. Rồi anh chơi quái hệ nước đúng không? Rồi em cho anh biết cái nào là mìn nè. Em là không phải thích đánh bắt bằng thuốc nổ đâu, nhưng mà anh chơi kiểu này là phải, em phải cho anh biết cái nào gọi là chơi đánh bắt bằng thuốc nổ. Rồi ra một con mãnh thú. Con mãnh thú đó thì gọi một con này lên để thủ. Hay quá, nó bỏ con này xuống. Rồi con này lại gọi ngược nó lên. Rồi sau đó nó dùng cái lá này nó gọi con 3-2 ra. Rồi anh chơi vậy chơi lại. Con này thử thí ngàn máu để rút lá bài ra, rồi hất cái lá bài mình vô. Chơi vậy ai chơi lại. Nhưng mà lần này em có lá này rồi, anh đừng có tào lao với em. Tạm thời úp lá bài này xuống. Cái gì nữa? Ê trời đất ơi. Rồi hại vậy. Rồi con này nó lại đỉnh nữa, nó lại ABCDZ nữa. Ây chà. Cứ suốt ngày ôi nó ra ABCDZ con gác nữa. Bộ bài này bộ mấy cái lá này nó hơi bị nhiều luôn á. Rồi. Chà, nước trong bộ bài này kinh khủng quá, mình lại không ra được con Marufor. Có Marufor đây mình chưởng một phát là cũng được. Ra con quỷ này là thấy hết bài để chơi rồi, thôi thua, cái này thua rồi. Rồi ok, mình thua đủ 3 gián rồi đây, giờ gián thứ 4 mình ăn nè. Làm lại. Cái kiểu ABCDZ này nó lợi hại quá. Rồi lần này thì ảnh thắng. Ờ đấy. Ra những lá bài này mới tuyệt vời. Rồi đây. Tào lao thiên tướng là mình có đối sách rồi. Ha ha ha. Rồi úp bài xuống đúng không? Rồi úp bài nữa phải không? Đây. Đừng có tưởng bở. Không dễ đâu. Phá bài. Không cho dùng tuyệt chiêu. Quăng ra. Phá luôn. Rồi đây. Lắp vô. Không nói nhiều, bắn. Không nói nhiều, bắn. Rồi. Đừng có khinh thường gen 1. Một khi ra đúng thế rồi thì nãy giờ anh cũng ra đúng thế mới thắng em thôi. Anh không ra đúng thế anh đừng hòng làm gì em. Rồi lấy con đó lên, một hai con mãnh thú các bạn. Rồi hai con này chung hợp lại thì sẽ ra một con gì đó mới nữa mà mình chưa biết. Rồi một con công 2400 cũng hơi bị đỉnh đấy. Rồi bắn đi. Thả. Ây chà. Rồi Kame ha. Mày thì chú em bố láo hả? Hả? Ây trời. Rồi sao? Rồi ra được một lá bài quái nữa là mình ăn nha. À cái trời ơi, sao lại ra cái thiết thủ giáp? Một ra được lá bài quái nữa là kéo sập máu thanh niên này rồi. Trời, chứ bắt đầu nhiều khi đang lật ngược lại thấy thua không trời. Ra một lá bài quái thôi cũng được mà, tỷ lệ hai bên cân bằng. Rồi anh ra con retour rồi đấy. À, nếu vậy thì lượt sau phải ra được một lá bài quái mới chơi được. Có cộng vô thì cũng vậy à.
Rồi, ok, bởi nhiều khi nó xét bài, nó sổ bài là xui quá. Xe cà hả? Rồi thôi cũng được, ảnh không có cái lá bài nào chống lại mình. Đây, xe cà cũng được. Có thiết thủ giáp vô thì mọi thứ ok, ngay tất nhiên là không bắn lại con này của ảnh đâu. Nhưng mà con này thì lại là chuyện khác. Dạ em thắng. Anh đừng có tào lao với em nói rồi, em thua 3 ván thôi, em phải thắng lại anh ván. He he he. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình đó. Mặc dù hôm nay mình chơi cũng thua khá là nhiều. Ủa bà khoan, tính ra vậy hôm nay hòa chứ nhỉ? Mình thắng hai ván thì giờ thắng thêm ván nữa là 3. Nãy mình thua 3, vậy là bữa nay quê thắng 3 thua 3. Ok, bye bye các bạn.